con ấn tượng nhất là mấy cái hình ảnh mẹ nấu những cái món mà tụi con thích, hoặc là mẹ la gầy những thứ mà con không nên làm á chú, chỉ là muốn dạy con nên người nên là mới la gầy con. Hồi bé thì cảm thấy là mẹ sao cứ la gầy mình biết nên là cảm thấy khó chịu lắm, nhưng mà lớn lên rồi thì mẹ mới hiểu là mẹ mình dạy là chỉ cho muốn mình nên người thôi ạ. Giờ mẹ bị ố bệnh như thế thì con cảm thấy bé chắc lắm chú. Nhưng mà xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quyền và khán giả đang xem kênh Thương Phạm nhận được lời kêu gọi. Bên cạnh đó là em Dung này cô chú anh chị, rồi gọt hạt đều luôn. Thì giới thiệu hoàn cảnh là ba cháu ở bên trong là sống với mẹ. Mẹ hiện tại bây giờ là đang bị bệnh tiểu đường chuyển qua di căn, cho nên là gia đình gặp rất là khó khăn. Thì Thận cũng có duyên hôm nay là được em giới thiệu, rồi chút xíu nữa Thận sẽ hỏi em. Bên cạnh là cũng là bà ngoại các cháu hả? Rồi con mời bà vô luôn được không? Để con vô hỏi thăm các cháu. Chú chào con nha. Chú chào mấy đứa nha. Dạ con. Chào hết nha. Con tên gì con? Dạ con tên Thảo ạ. Rồi con tên gì? Hiếu. Hiếu hả? Dạ. Con tên gì? Con mẹ. Tên gì? Con bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ con 18 ạ. Rồi em con em Út này bao nhiêu? Dạ 3. 3 tuổi hả? Dạ, rồi em này 8. Dạ hả? Bà ngoại vô luôn đi bà ngoại. Bà ngoại nhà gần đây không bà ngoại? Vậy đó hả? Bà ngoại ngồi với các cháu luôn đi. Rồi là cái căn nhà đang ở nên là nhà của ai? Nhà của mẹ đó, mẹ mẹ con. Vậy đó hả? Rồi mẹ giờ đâu? Nằm bệnh viện thành phố Cần Thơ. Bây giờ đang nằm bệnh viện hả? Ừ. Là bây giờ là diễn biến ra thế nào? Diễn biến tiểu đường rồi di căn qua muốn phổi nó trào ngược gì đó, đường phổi. Dạ. Rồi bị thoái quá khớp giò nó, bây giờ cái giò sưng. Nhưng mà mẹ của các cháu là bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ các cháu là 39 tuổi. Trẻ quá trời mà bệnh tiểu đường ha. Đâu có biết đâu, tự nhiên nó ngã ra bệnh là vậy đó. Dạ. Rồi tới chừng bệnh viện chờ ôn, rồi chờ ôn khám đâu có ra, rồi tới đi tới Cần Thơ nó làm quả trời luôn. Dạ. Cần Thơ đi thử máu xét nghiệm là nó bị tiểu đường di căn. Dạ. Bây giờ con thấy ai đứa bé đó, con sốt dữ lắm luôn. Nhờ mạnh thường quân với tụi con giúp đỡ gia đình của mẹ nè. Cô thì cũng nghèo khổ, cô cũng lớn tuổi cũng bệnh đau hoài. Rồi mẹ cháu nằm hiện tại giờ là nằm viện, rồi bác sĩ báo có nhắm có khả năng hết không hay gì không cô? Nó chị lâu dài lắm cô. Dạ hả? Tại nó di căn mà. Chị cái này rồi mới tới chị cái kia. Em Dung cũng kể lại với con là các cháu như vậy đó, rồi sống với mẹ không à, rồi cha của các cháu đâu bà? Cha các cháu bỏ mẹ nó lâu quá. Vậy hả? Mẹ. Cháu này 3 tuổi vậy là bỏ mấy tuổi? Bỏ lúc mấy tuổi? 3 tuổi mấy. 3 tuổi mấy hả? Bỏ mấy năm rồi? Dạ, cũng mấy năm rồi con. Thì mấy chị em đó nè. Đó. Vậy bây giờ là ai là người nuôi mẹ của các cháu? Dì ba nó. Con người thứ con của cô thứ ba ấy. Bên tre rồi tên vậy nó xin chồng nó lên nuôi. Dạ. Đó hả? Con nè. À, chú hỏi bé Thảo chút đi ha. Con năm nay là con nhiêu tuổi rồi? Thì chú đeo này cho con ha. Ha. Nhiêu tuổi con? Dạ con 18 ạ. Con có được đi học hay gì không? Dạ con có đi học, nhưng mà tới lớp 6 gần lên lớp 7 là con nghỉ không đi làm. Con có đi làm nữa hả? Dạ con làm cái gì? Dạ buổi sáng con cũng chỉ cạo hột điều, rồi xong rồi xế cái con đi phục vụ quán ạ. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ con còn làm mấy cái việc đó không? Dạ vẫn còn ạ. Không làm gì đấy, con đâu có đất đai đâu có nhà. Đây rồi. Tại cho
Dạ. Con thấy cạo một xị hạt điều trước kìa, là con có cạo không? Dạ, cái xị hạt đào hạt điều đó. Dạ có ạ. Vậy đó hả? Vậy là con phụ mẹ cạo hạt điều nữa. Chịu 5 giờ nó phục vụ quán cà phê chỗ mình nè. Trời đất ơi. 10 giờ đêm nó mới về người ta đưa nước. Dạ. Đâu có điều kiện đâu. Mà hạt điều cạo có tiền không con? Dạ có nhưng mà ít lắm chú. Tại 10 kg thì chỉ được có 50 ngàn thôi ạ. 10 kg đó mình cạo bao lâu mới được 10 kg? Dạ có khi là 3-4 người cạo mới được 10 kg anh chú. Có khi nguyên một ngày luôn. Một ngày mà tới 3-4 người mới được 10 kg. Dạ. Vậy là mỗi người được tầm hơn 10 ngàn hả? Mẹ con là nằm viện là bao lâu rồi con? Dạ cả tuần ạ. Cả tuần. Bây giờ con có tiền để lên thăm mẹ không? Dạ không ạ. Ở đây là cái căn nhà này là căn nhà của các cháu chưa cô? Là cái giường này, cái giường này ai ngủ vậy? Cái giường này là ai ngủ hiện tại giờ nè? Mẹ nó bây giờ mấy đứa này tại vì ở đây đó con, mẹ nó bệnh rồi đâu có dám cho ngủ, rồi cô dồn vô trong cổng nó là lớn nó ngủ với cô. Nhưng mà cái giường này là trước kia là mẹ nó ở đây nè con. Dạ, là mấy mẹ con ở đây đấy ha. Là cái nhà vậy luôn hả? Ở nhà là con, tại vì cái này là của ông út của nó. Cái phía trên này hả? Ông út cái này ông cho ở đó. Dạ. Tại nhà của cô thì trời ấy chặt chọn nó lo thôi để ở ngoài này. Dạ. Nó, rồi mấy đứa nhỏ này có nó chạy vô chạy ra với cô. Dạ. Nhưng mà lớn rồi đâu có cho nó ở đây. Nhưng mà mẹ bệnh như vậy cha con có về để thăm hay là có cho tiền các con gì không? Dạ không, cha con cũng không chu cấp gì hết á. Dạ vâng ạ. Cũng không có điện gì đài gì về cho tụi con á. Có thăm con hàng ngày hàng tháng gì không? Dạ không ạ. Nhưng mà mẹ bệnh vậy có cho cha con hay không? Dạ không ạ, tại cha với mẹ con cũng không còn nhiều với nhau nữa nên là cho hai cũng vậy à. Tại vậy hả? Dạ. À tôi có vợ khác rồi. Lâu chưa? Cha con từ lúc mà không ở với mẹ con lâu chưa? Dạ lâu rồi ạ. Vậy là cuộc sống ở đây là ba chị em con với lại người mẹ của con phải không? Vậy ở đây là bà ngoại cũng ở gần. Dạ. Vậy thì ở đây hàng ngày con cạo hạt điều với mẹ con cạo hạt điều với đi con đi phụ bán cà phê phải không? Dạ. Thì nếu mà mẹ con không bệnh đó thì mấy mẹ con của con là sống được không? Dạ kiểu là có dư không á? Dạ không có dư ạ, chỉ cơm qua ngày thôi ạ. Dạ. Rồi các em có được đi học không? Dạ thằng bé này thì được đi học, còn thằng nhóc nhỏ thì chưa ạ. Bé thì là mới có 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi. Bé này là được 8 tuổi rồi. Dạ. Con học lớp mấy rồi con trai? Dạ. Rồi từ lúc mẹ bệnh tới giờ là có mượn nợ, mượn nần ai không? Là có thiếu tiền gì không? Dạ có ạ. Là con mượn hay là ai mượn? Dạ bà ngoại con ạ. Con mượn hả? Con mượn giùm hay gì? 20 triệu đó con, đóng cho anh 20 triệu. Đóng cho bệnh viện 20 triệu ha. Nhưng mà mình mượn là bao nhiêu? Mượn 20 mấy triệu rồi con. Như vậy cho mấy đứa nhỏ này nó thấy đó. Bây giờ bác sĩ nó phải điều trị cho mấy đứa lâu dài. Cô không biết sao số tiền nhiều. Là mình mượn không? Mình hỏi nóng hay là mình hỏi coi như là mấy người ta thấy thương tội nghiệp đó rồi cho bà con nó sớm ha. Mới mình gom góp đồ cho. Có đóng lời lãi gì không con? Dạ, không con. Người ta cho mượn vậy. Dạ. Ta thấy thương tội nghiệp. Rồi hiện tại giờ là mẹ con như vậy đó thì lên bệnh viện nằm như vậy rồi các con bây giờ là như con này con khó khăn nhất là sao đâu con chia sẻ cho chú biết đây. Dạ tại nếu mà có mẹ thì tụi con
mẹ còn nấu này nấu kia cho tụi con. Sao mẹ đi rồi tụi con cũng nhớ, với lại thằng nhóc nhỏ nó cứ quấy khóc đòi mẹ hoài. Không ngờ là mới đầu là mình đi khám là không ngờ là chuyển qua cái này luôn hả? Sao chỉ đã quên rồi, 16 là đúng 1 tháng rồi con đó. Dạ. Đúng 1 tháng rồi bệnh đó. Tôi đâu có ngờ trên khớp cũng đi lên bệnh viện chờ ô nằm mà nó đâu có bảo hiểm đâu. Nằm được. Ủa? Mà. Ở đây là mẹ cháu có bảo hiểm không? Không có. Trời đất ơi, rồi các con. Thôi lên để kệ cháu cứ cứ nằm đi nít mà con. Có bảo hiểm. Cả gia đình không có đó, ai có bảo hiểm. Con có bảo hiểm không? Dạ không ạ. Trời ơi, con có căn cước không? Dạ có. Làm rồi hả? Dạ. 18 là tuổi là làm căn cước được rồi đó. Bây giờ con giới thiệu cho chú biết là hàng ngày đây mình nấu cơm chỗ nào, mình ngủ chỗ nào. Dạ là... cũng là nấu nướng ở đây xong ở đây rồi hả? Mình ngủ ở đây ạ. Dạ. Ngủ đây. Dạ. Rồi cạo hạt đều thì ở ngoài kia. Dạ đúng rồi. Rồi quần áo này là của ai giới thiệu cho chú biết? Dạ của mẹ rồi mấy em với ông ngoại rồi có con nữa. Có đồ ngoại đây nữa hả? Trời đất ơi. Dạ, cái nhà này là con ở lâu chưa? Dạ lâu rồi chú. Con năm nay 18 tuổi là con được biết là cái nhà này là bao lâu rồi? Dạ cũng từ lúc cha con đi thì tụi con chuyển về đây là tụi con ở như vậy luôn. Con với mấy em ở như vậy luôn. Dạ. Con thấy người ở chỗ lá như mấy cái tôn này là xinh nè. Cái tôn này ha. Xinh người ta đó. Bây giờ là mẹ cháu là có tự ngồi dậy được không, hay là tự ăn được không? Mẹ cháu có tự ngồi dậy ăn được không? Chưa con. Vậy hả? Giờ là bây giờ ăn là sao? Có đút hả? Thở ấm con rồi. Thở oxy. Trời ơi, coi di căn rồi đó hả? Đi khăn nó qua phổi quá vậy đó. Chàng dịch gì đó con có. Nếu mà giờ chú cho con vài triệu con có đi thăm mẹ không? Dạ có. Thấy mẹ đi giàu lắm. Mà thấy buổi xưa cũng mừng lắm luôn. Cũng giàu lắm. Là ba hiện tại con giờ là con đi ban ngày con cạo hạt điều, giờ chiều thì con đi phụ quán quán cà phê hả? Dạ. Thì làm như vậy là có dư con có gửi tiền lên cho mẹ không? Dạ có, con có để cho ngoại rồi nhờ người lên thăm gửi tiền cho mẹ đó. Vậy đó hả? Dạ. Đây là em Nhung là người giới thiệu Thuận để biết chỗ này đó. Trời ơi, cả học đều giỏi như vậy. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ em cũng 39 rồi. Trời ơi, sao biết được hoàn cảnh này mà chỉ anh cũng đặc biệt lắm á. Tại em thấy thằng em đăng lên á. Đăng lên rồi em mới gửi hình qua cho anh. Một gỗ như vậy là được ký không nè? Cái này chắc chưa. Cháu nói là dạ, cái này nó nhiều lắm á. Cháu nói là cháu cũng cạo lên luôn. Cháu Thảo á. Là một ký như vậy là 5.000 hết con. Dạ. 5.000 hả? Cái này đừng ký không em? Dạ chưa đâu. Nãy giờ cạo được nửa ký không? Chưa luôn nữa, em cạo nó giờ chắc nổi giờ chắc được 100g. Đó, cô chú cái này chị. Nó nhẹ dữ lắm. Nó của chú chị là làm kiếm tiền bằng cái hạt điều này là rất là cực luôn. Còn đây là làm sao? Chị là làm sao? Bà bà bé Thảo hả? Vì cô nữa. Trời đất ơi, là hồi đó là mẹ của cháu Thảo có cạo này không? Có. Cạo giỏi không? Cũng cạo rồi. Bé Thảo cạo được không? Ừ. Con cạo thử vàng hột chứ coi. Con cạo thử vàng hột coi. Này lúc này chắc chưa được 1 ký. Chưa. Nhá hiệu à. Trời trời thì có ăn 5 ngày. Hôm nay Thịnh đi thăm coi như là gặp các cháu này là cái nhà này là gặp nhiều bà con vậy luôn nè. Cô chú anh chị yên tâm đây là hoàn cảnh thật sự luôn nè. Cũng giỏi quá ha.
Cháu cạo nhanh không? Nãy cháu nói là ban ngày cháu cạo cái này, rồi ban đêm mà cháu đi phụ quán quán thì tìm để lo cho mẹ nữa. Ra tay nè. Nè con tên gì? Mấy đứa có muốn đi thăm mẹ không? Ừ. Con muốn đi thăm mẹ không? Nhớ mẹ không? Nhớ cha không? Nhớ cha thì đứa muốn đi thăm cha không? Hả? Con có muốn đi thăm cha không? Dạ thăm cha thăm mẹ. Ủa không luôn. Dạ thăm cha thăm mẹ con chọn thăm người nào? Mẹ. Nhưng mà mẹ con bây giờ là bệnh sao con biết không? Hả? Mẹ con tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ con tên gì? Ừ, tên gì? Lớn lớn lên đi chú nghe. Mẹ con tên gì? Tên gì? Tên gì? Mía hả? Mía. Tên gì? Nó bự. Chuối hả? Con nói bự lên. Nói bự lên chú mới nghe được. Hồi là chú tả bậy luôn. Cái gì? Khía hả? Tía hả? Lấy tay ra nó gì đàng hoàng hồi trời ạ. Ăn kẹo mà nhiều quá để làm răng. À, cô là cô làm sao? Cô là cô làm sao với gia đình? Em dâu. Em dâu hả? Còn bây giờ là gia đình hiện tại giờ thì nãy giờ là vậy cũng gọi bằng cô luôn đi ha. Là ở đây chị rồi mấy đứa cháu rất là khó khăn anh ơi. Ở đây rồi chỉ là cạo hoặc đi rồi đó. Dạ. Ăn kiếm sống vậy đó. Kính thưa tất cả quý cô chú Mạnh Thường Quân, trước khi Thận trích tiền quỹ của cô chú Mạnh Thường Quân ra để giúp đỡ cho cháu có tiền để có thể là cháu đi thăm mẹ của cháu, thì nói chung là Thận cũng mới vừa truy cập qua thì hình như là cũng có một hoàn cảnh gia đình có một cái kênh bạn tới giúp. Đúng rồi, có người quay con một lần rồi phải không? Dạ đúng rồi ạ. À, cho nên đó thì Thận mới vừa truy cập ra thì nếu vậy thì Thận là cái người giúp sao. Thì không biết là Thận quay chồng về kênh bạn có buồn hay không, thì Thận cũng đã tới rồi thì cũng cố gắng hết mình giúp đỡ cho cháu một số tiền để cho cháu có thể là cháu cũng mong muốn là đi thăm mẹ. Rồi Thận xin được phép là trích tiền là của cô Minh Châu ở Cali ở bên Mỹ. Nhiều lần ủng hộ là cô gửi rất là nhiều, phát gạo có rồi tùm lum hết trơn luôn, là giúp dần cho tới ngày hôm nay là số tiền còn lại là 6.280.000. Thận xin được phép cô là dùng 2.000.000, còn lại là 4.280.000. Chú đưa tiền cho con được không? 2.000.000. Dạ được. Con giữ được không? Dạ. Bà ngoại hay là con gửi bà ngoại? Dạ con gửi bà ngoại ạ. Rồi bây giờ chú đưa cho con đi, cô có mong muốn đi thăm mẹ không? Dạ có. Rồi chú chép cho con 2.000.000 con đi được không? Dạ được ạ. Vậy giờ chú gửi cho con ha. Dạ. 1, 2, 3, 4. Rồi chú gửi cho con ha. Dạ. Con cảm ơn cô chú với Mạnh Thường Quân rất là nhiều ạ, đã giúp đỡ gia đình con ạ. Ừ, cố gắng lên ha. Dạ. Tại vì cũng có một chú cũng quay con rồi phải không? Dạ. Và hy vọng là con nhận được nhiều tình thương cũng như là nhiều người quay cũng càng tốt. Đây trường hợp của con là mẹ con bệnh như vậy mà các con nuôi các con như vậy là gia đình rất là khó khăn. Một người phụ nữ là mà bị bệnh tiểu đường mà di căn đó cô chú anh chị, nuôi tới ba người con, có nghĩa là một người làm nuôi ba miệng ăn và mà mẹ ăn cái nữa là bốn miệng ăn, thì cha các cháu thì coi như là bỏ không có nuôi, cho nên là nhà cửa như vậy là thì rơi vào cái trường hợp cực kỳ là khó khăn cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân của kênh bạn nào giúp được thì cũng tốt. Dạ. Chúc con có nhiều sức khỏe để mà mốt con năm nay con cũng 18 rồi. Dạ. Để lớn lên rồi mà mốt thì mẹ nói nếu mà có hết bệnh về cái là làm phụ mẹ, chú cũng hy vọng là con sẽ vươn lên cũng như là để cho mẹ con bớt cái phần gánh nặng ha. Dạ. Rồi. Dạ con cảm ơn cô chú với Mạnh Thường Quân với chú Đồng Phạm rất là nhiều ạ. Với lại mẹ con bị như thế thì kiểu ba tụi con cũng khó khăn, với lại cha con lại không chu cấp gì được, nên là con cảm ơn tấm lòng của các cô chú rất là nhiều ạ. Nói chung là
nhờ các cô chú là mong là con sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này và mong là mẹ con sẽ mau khỏi bệnh và về với tụi con ạ. Dạ. Nhưng mà mẹ con như vậy đó, hàng ngày con có khi nào mà con đốt nhang hay là con gian giấy đồ ở nhà để cầu cho mẹ mình được bình an không con? Dạ có ạ. Nhiều đêm cái con đoạn... có thể con chia sẻ cho chú biết đi. Dạ, kiểu nhiều đêm mà thấy mẹ mình vậy mình cũng buồn, cũng đau lòng lắm. Nhiều khi cũng khóc nữa, cũng sợ này kia chú. Trước kia con có ngủ chung với mẹ không? Dạ có. Ừ. Dạ, nhưng mà con lớn rồi nên là con ra ngủ riêng. Ừ. Dạ. Nhưng mà các em hiện tại giờ có ngủ chung mẹ không? Dạ có. Nhưng bây giờ mẹ đi trị bệnh như vậy, con có nhớ hình ảnh của mẹ lúc còn ở chung nhà với mình không? Dạ có chứ chú, với lại thằng bé nhỏ nhà con không có mẹ nó không có ngủ được. Nó có khóc quấy hoài à. Nó có đòi mẹ miết thôi. Ừ. Dạ. Con ấn tượng nhất là mấy cái hình ảnh mẹ nấu những cái món mà tụi con thích. Hoặc là mẹ la gầy những thứ mà con không nên làm á chú. Chỉ là muốn dạy con nên người nên là mới la gầy con. Hồi bé thì cảm thấy là mẹ sao cứ la gầy mình biết nên là cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà lớn lên rồi thì mẹ mới hiểu là mẹ mình dạy là chỉ cho muốn mình nên người thôi ạ. Giờ mẹ bị ố bệnh như thế thì con... con cảm thấy bé chắc lắm chú. Nhưng mà con sống rồi đó giờ con có hài lòng những gì mà con sống chung với mẹ con không? Dạ có. Con có buồn mẹ con cái gì không? À không mẹ, con chỉ thấy mẹ con khổ thôi chứ con không có buồn mẹ con gì hết. Con cảm thấy thương mẹ con lắm. Vậy đó hả? Người cha người mẹ nào cũng vậy, lúc nào cũng mong muốn là các con mình bình an. Hôm nay là chú lại đây, là chú lần đầu tiên. Chú thấy là thứ nhất là các con là không được ở bên cạnh của người cha. Cái điều mà chú thấy là nó thực tế luôn. Là người cưu mang các con là người mẹ. Ừ. Cho nên là chú thấy là rất là thương. Là cuối cùng là người mẹ sẽ gánh chịu nuôi các con là người mẹ con đã gánh chịu rồi đó. Ừ. Rồi thì con cũng cố gắng lên ha, năm nay cũng 18 rồi. Ừ. Cố gắng lên để chú cũng hy vọng là có một cái phép màu nào đó để cho mẹ con hết bệnh trở về. Yeah. Với các con ha. Dạ, có duyên nữa thì chú sẽ tới đây chú thăm cho các con. Còn nếu mà có duyên nữa cô chú Mạnh Thường Quân Thương. Yeah. Mà giúp đỡ á, nếu mà mẹ con mà hết bệnh á. Yeah. Thì chú sẽ tới đây chú giúp được cái gì thì chú giúp hết mình cái đó. Cảm ơn chú. Ừ. Hôm nay á, thì lần đầu tiên Thần tới gia đình mà Thần thấy cái căn nhà của các cháu ở vậy, Thần thấy cũng tội nghiệp của chú chị. Là cái tấm này là ai là cha đây con? Cái tấm cao su này nè. Dạ ông ngoại con hả? Ừ. Là mẹ con thằng thường ngày mẹ con cạo hạt điều là chỗ nào? Dạ mẹ con cạo chỗ này. Tại chỗ này luôn hả? Dạ. Chú nghe nói là mẹ con cạo cả ban đêm luôn có không? Dạ có ạ. Nhiều khi mà mẹ cạo 11 giờ khuya, hoặc nhiều khi mà thức cũng tới 2-3 giờ sáng luôn. Khi ngủ mẹ con. Chú nghe nói là cạo thức khuya đến nỗi là bà con đi ngang bà con thấy bà con quở luôn có không? Dạ có ạ. Con kể cho chú nghe cái chỗ đó. Dạ, kiểu mẹ con muốn kiếm tiền này kia nhưng mà mẹ con mới thức khuya vậy. Kiếm tiền là cả hạt điều này đó ha. Dạ. Như vậy thì con vậy đây con các em có quýnh lộn với nhau không? Chú mới thấy quýnh lộn rồi đó. Thường thường dạ. Con có xử không? Quýnh lộn vậy đó. Dạ con cũng ít nói lắm. Có mét con không? Dạ có. Ở đây bà ngoại chứ có giữ phụ không hả bà ngoại? Vậy đó hả? Thử có quýnh lộn miết kìa. Nó đó, thấy chưa? Ông này cũng khỉ nè, ông này mới có 3 tuổi mấy chưa được 4 tuổi nè. Cũng có à. À, vậy là mai đi phải không? Mai đi có chở các em đi không? Dạ, các em nhỏ con sợ vô chổng nó nghịch phá rồi này kia. À. Dạ con trông không nổi. Vậy cố gắng lên ha, có gì thì con lên thăm rồi có gì con cũng liên hệ với chú ha, sức khỏe ra thế nào nha. Dạ. Khi chú đăng cái clip này lên nó có cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con thì chú sẽ tới đây chú giúp cho. Rồi gọi chú sức khỏe của mẹ thế nào, có nguy hiểm hay không, rồi có khả năng hết hay không, là thế nào đấy thì báo lại cho chú ha. Vậy cô nha. Rồi, sức khỏe của mẹ của các cháu á. Thay mặt gia đình của con của cô mà cảm ơn Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ gia đình của con vượt qua cái cảnh khổ này. Dạ.
con rất cảm ơn con dạ. Tất cả con dạ. Vậy bây giờ là con tạm thời con giúp cho các cháu như thế này để đi gặp mẹ. Tại vì nghe nói di căn là cũng rất là nguy hiểm rồi. Thì nếu mà gia đình của cháu thì cũng có nhiều cô chú mạnh thường quân thương mà nãy cô nói là cũng mượn là khoảng là 20 triệu phải không? 20 triệu đi đi trị bệnh. Nếu cô chú mạnh thường quân thương mà giúp đỡ, nếu mà bây giờ quan trọng nhất là lo cái bệnh của chú chị. Rồi nếu theo Thuận được biết là chị Cập thì cũng có kênh bạn tới cũng có quay rồi. Nếu giúp được càng nhiều càng tốt, tại vì đã mượn nợ đi trị bệnh rồi. Giờ vậy cô cũng cố gắng lên cô ha. Dạ. Như là mai cháu đi rồi là cô sẽ là người giữ giúp hai cháu còn lại. Nhưng mà con tự đi mình được không? Hả? Con nhờ người quen đưa con lên chở nè. Vậy hả? Là xe ôm hay cái gì? Hoặc là mấy cô chú vòng vòng ở đây cũng được à. Vậy hả? Dạ. Đây lên đó mình đi bằng xe Honda được không? Dạ được chú. Vậy hả? Dạ. Vậy cố gắng lên ha, nghe nói cho chú Thượng Phạm gửi lời thăm mẹ con nha. Dạ, chúc mẹ con là mau khỏi bệnh nha. Dạ. Trời tội nghiệp quá. Cảm ơn em nhiều nha. Em cũng cảm ơn. Rồi. Trước khi khép video lại, một lần nữa Thượng xin gửi lời chân thành cảm ơn là số tiền hôm nay là của cô Minh Châu ở Cali ở Mỹ nhiều lần ủng hộ, thì coi như là gửi từ cái lúc kênh Thượng Phạm mà thành lập tới giờ là gửi miết, gửi dần cho tới ngày hôm nay. Thượng giao duyên tới gia đình là số tiền để cho các cháu có tiền để tới thăm mẹ bệnh tiểu đường chuyển qua di căn, mẹ là 39 tuổi còn rất là trẻ của chú anh chị đó. Thì các cháu là nếu mà như vậy á, thì quan trọng là không có cha nữa, cha bỏ rồi. Rồi sao đi con? Nãy giờ là được khoảng mấy lạng rồi hả em? Em chắc lạng giờ chứ chưa được 200 gram. Đó, cô chú anh chị, cạo cái này không phải dễ kiếm tiền đâu, mà các cháu làm cái này phụ mẹ để kiếm tiền để lo trang trải cuộc sống đã khó rồi, bây giờ là rơi vào cái bệnh nó càng khó hơn. Gửi lời chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã gửi tiền quỹ để cho thằng Phạm đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn rất là nhiều. Thần cũng xin chúc sức khỏe cô chú mạnh thường quân. Ngay bây giờ thì thần cũng xin hẹn gặp lại tất cả quý cô chú chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả trong clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.